VSE AT219 đã được ra tới tận nhà anh khách ở Long An. Đấy, và bây giờ thì vào sẽ cho anh coi xe. Anh chưa có cọc online cho em An đâu. Đấy, hai anh em chỉ có chốt giá qua và em An chạy xe lên tận nhà cho anh coi. Bác xin chào tất cả. Rồi. Ngày hôm nay đây thì em An đang ở huyện Cần Giờ và đang ở nhà anh Thảo. Cảm ơn anh Thảo đã tin tưởng và ủng hộ em An một em Toyota Vios bản en tự động 2019 mới chạy 21 ngàn cây thôi. Em An vừa lên sóng là hai anh em có trò chuyện qua lại là chốt rất là nhanh. Ngày hôm nay là xuống giao xe cho anh và anh nhận xe đã ok rồi. Giao dịch xong rồi. Rất là cảm ơn anh đã tin tưởng. Cảm ơn anh rất là nhiều, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và thành công. Chúc chị em càng có tài. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn nhé. Tôi chắc là